Năm nay FTT Leader sẽ giới thiệu một chương trình hoàn toàn mới, đó là chương trình Leader Jacket for You, áo da dành cho bạn. Chương trình sẽ mời đến những khách hàng ngẫu nhiên để cùng trải nghiệm và được tư vấn may lên một chiếc áo da theo ý định của mình. Hy vọng sẽ được anh em đón nhận và ủng hộ. Và khách mời ngày hôm nay của chúng ta là anh Nguyễn Thế Mạnh đến từ Hà Nội. Mình tên là Nguyễn Thế Mạnh, mình năm nay 24 tuổi, mình đến từ Hà Nội. Mình có sở thích là đi phượt cùng với bạn bè. Vậy mình cũng muốn đến chương trình ngày hôm nay có thể tìm một mẫu áo da có thể giúp mình cùng tự tin cùng bạn bè đi chơi. Rồi, cảm ơn anh đã tham gia cùng chương trình. Hy vọng là chúng ta sẽ có trải nghiệm tốt tại xưởng may của FPT Leader. Cảm ơn bạn. Bây giờ chúng ta lên xưởng. Áo da thì nó có rất nhiều loại kiểu dáng, nhưng mà nếu mà để phân theo cái mục đích sử dụng thì nó sẽ có dòng áo da đơn giản cho công việc đi làm, và một mẫu áo da nữa là áo da thời trang. Với những mẫu áo da kiểu dáng đơn giản hay còn gọi là áo da phục vụ cho việc sử dụng cho công sở thì kiểu dáng của nó rất là đơn giản. Thường thì bề mặt trước và bề mặt sau là nguyên một tấm da và ít các tiểu tiết như là khuy khóa, và đấy thì nó phục vụ cho mục đích là sử dụng cho công sở. Còn với những sản phẩm áo da thời trang thì nó có rất nhiều kiểu dáng. Thường thì nó sẽ thiết kế theo dòng biker. Trên bề mặt áo da có thể thêm các họa tiết về khuy khóa và có những họa tiết chám vai như này. Những mẫu áo da dòng thời trang thì thường sử dụng để dành cho giới trẻ hoặc những người thích sử dụng các sản phẩm thời trang nó độc đáo hơn một chút. Đó, và việc sử dụng áo da nào thì tùy thuộc vào nhu cầu và mục đích của mỗi người. Mình đã rất bất ngờ khi trên thị trường có rất nhiều loại áo da như vậy. Mình cảm thấy mình có thể tin tưởng các nhân viên ở đây và mình có thể chọn ra được một chiếc áo da phù hợp nhất với mình. Thì mình đã có một quyết định chọn chiếc áo này của TT Leather. Mình chọn màu áo này bởi vì màu áo này có thể toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ, phù hợp với phong cách cá nhân của chính mình. Và bây giờ thì chúng ta cùng qua xưởng, và ở đấy các chị thợ may sẽ giúp đỡ anh là sản xuất ra một cái mẫu áo da vừa với mình hơn. Được, xin mời. Giới thiệu anh Mạnh, đây là chị Thuận sẽ giúp anh là đo và may cho những chiếc áo da. Đây là chị. Cái tay của bạn ấy to này và vai sau bạn ấy to thì là mình phải cộng thêm những cái phần đó để cho bạn ấy cử động nó thoải mái hơn và giữ được cái form áo nó đẹp hơn. Thì cái phần mà mình may chám thì là nó sẽ cầu kỳ hơn, tại vì là đó là mất một cái công đoạn để mình ghim cái bông vào bên trong cái da, thì nó sẽ mất thời gian ở cái công đoạn đấy hơn. Đây là lần đầu tiên mình mặc một chiếc áo da thật trên người. Chiếc áo mang đến cho mình một cảm giác rất là tự nhiên, thoải mái, tự tin. Và mình tin rằng đây chắc chắn là một chiếc áo mình thích nhất trong tủ đồ của mình. Bởi vì nó có thể dễ dàng phối hợp với cùng với nhiều loại đồ khác nhau. Có thể vừa đi chơi hoặc vừa đi làm, phù hợp với phong cách, sở thích đi phượt, tụ tập bạn bè của mình. Mình rất cảm ơn FPT Leather đã cho mình cơ hội trải nghiệm thực sự thú vị ngày hôm nay về quy trình làm và sản xuất ra áo da. Và chắc chắn trong thời gian tới mình sẽ quay trở lại cửa hàng và giới thiệu thêm cho nhiều bạn bè biết để biết thêm thương hiệu này. Vậy là anh Mạnh đã cùng với FPT Shop đã trải nghiệm quy trình may và sản xuất một chiếc áo da. Hy vọng thông qua chương trình này thì anh em sẽ có một cái nhìn góc nhìn sâu hơn và hiểu hơn về quy trình may áo da tại FPT Shop. Để đăng ký tham gia chương trình, anh em có thể truy cập vào trang web aoda cao cấp.net/
đăng ký để đăng ký tham gia cùng chương trình. Chúng tôi sẽ lựa chọn những thí sinh, những khách mời có câu chuyện thú vị và kết thúc chương trình là những phần quà hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình sẽ quay trở lại chương trình. Quay trở lại. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh YouTube của FPT Shop ngày hôm nay. Thì nó sẽ mất thời gian ở cái công đoạn này hơn. Action. Quay mic của anh chị nhé. Giới thiệu với anh Mạnh, đây là chị Thuận sẽ giúp anh may và may. Lại. Đo và may à? Mày đo. Ok. Audio Jungle.